10 tháng 10 thì anh có món quà anh tặng cho Hương. Anh chỉ tặng duy nhất cho mình Hương thôi đó. Hôm nay á, anh có cái món quà anh tặng cho em. Thì đây chỉ là cái bí mật nhỏ của mình thôi nha. Em đừng có nói cho ai biết, kỳ lắm, hiểu chưa? Bon. Anh Lộc. Gì em? Anh đang làm gì vậy? Anh đang làm việc. Anh biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì? Là ngày 20 tháng 10 đó, là ngày phụ nữ Việt Nam á. Ủa vậy đó em, vậy em có tặng quà gì cho chị không? Ủa gì, tặng quà gì? Sao? Hôm nay 20 tháng 10 ấy chị. Thì sao? Em... Rồi ôi! Gửi người phụ nữ tôi thương, cảm ơn bạn vì đã là bông hoa đẹp nhất và tỏa sáng nhất trong cuộc đời này. Mọi gia đình, mọi trái tim, mọi cảm xúc và những thời khắc hạnh phúc nhất sẽ chẳng thể nào hoàn hảo nếu thiếu đi bạn. Chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.